Xin chào ông bà cô chú anh chị các bạn. Thì hôm nay chưa tiếp tục đi câu mọi người. Thì hôm nay kia cũng là đi câu tôm nha. Thì chị đi câu ở đây cũng là gần cầu Tân An mọi người. Bữa nay mình lâu rồi mình không xuống đây nha. Bữa nay mình xuống đây chiến bữa nha. Bây giờ chưa quay cần chú mò cho người xem nha. Đây mọi người. Thì mình bữa nay mình chỉ mua có hũ trùng thôi nha. Đây. Hũ trùng 30k. Chứ mình cũng ra 5 cần tôm mọi người. Đây 2 cần, 3 cần chứ. Đây cần 4 cần, sơ lực mình cần nữa nha. 5 cân nha. Nước thì đang lớn đầy màu nha, đang chuẩn bị chảy rộng nha. Bây giờ mình chiến thôi nha mọi người, chiến chừng nào có tôm hay gì ăn đó mình sẽ quay lại cho người xem nha. Dính hay gì rồi. Rồi, dính dính. Dính nha. Dính nè. Tưởng dính dây rồi, dính dây thiệt. Đây. Lên nha. Cảm ơn tiền nha mọi người. Dính đây mọi người. Không cầu đâu, khoảng chừng 2 tiếng mấy 3 tiếng hồ mới dính lại đừng con. Gì đâu mà dời khoảng chừng 30 chỗ coi vụt luôn á. Coi dính dây luôn. Vụt luôn mọi người. Dính luôn. Đâu có nay gì đâu. Hồi 12 giờ 1 giờ tới giờ được 2 con tôm. Con này là con thứ 2 nha. Nãy giờ dính mà nó chiếc vô không. Thôi mình tháo vô nè. Qua cho nó bung. Đây. Còn nữa nha mọi người. Dính con gì nữa. Rồi. Con lăng. Này tháo thả luôn nha mọi người. Thưa mọi người. Cá này nó cũng nhỏ thôi. Mình thả nó đi, bảo toàn lại để cho nó lớn nha. Câu tiếp nha mọi người. Dính rồi. Còn nè. Chín. Cây. Cái bút rồi dột luôn. Cơm bự dột luôn rồi. Chín nữa nè.
rồi dính dây cái gò ruột luôn. Để tiếp mở cái con dây cặp bên nó dính ruột tôm. Câu đi hết biết chỗ nào câu luôn mọi người, gà giữa xong rồi câu luôn nè. Gà chính giữa luôn. Câu có 4 cần không mọi người? Cần mình để trên nóc mùi trên đợi thôi. Dính mọi người, không biết tôm hay là cá. Trời, lớn luôn rồi. Thôi, giờ tháo rồi, tháo câu tiếp nha. Dính luôn rồi. Mình cũng đang chuẩn bị dời dời luôn rồi. Tôm nhỏ. Còi dính dây nữa. Lên rồi. Thiệt tình. À, còn đây nha. Thấy giờ tháng không ạ? Trời sụp tối rồi mọi người. Mình cũng câu cái tầm khoảng 9 giờ mình mới về nha. Mình đi coi 12 giờ mấy con 1 giờ mới được mấy con tôm. Bữa nay chừng thất bại mọi người. Tôi thui nè, có đem theo đèn. Để câu tối tối thôi coi nó có con gì ăn không. Chứ hồi chưa là mấy tiếng hồ luôn mọi người. Không ăn là không ăn luôn. Tôi chỉ ăn vụt mấy con. Rồi, chiến thôi nha. Dính không à. Mất đèn lên cái đó. Còn nữa nha mọi người. Bữa nay thua nữa mọi người. Mình cũng câu về đi. Mình cũng xin kết thúc video tại đây mọi người. Chào mọi người nha. Hẹn mọi người vào các video kế tiếp nha. Này thất bại rồi.